Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay chúng tôi có mặt tại giáo xứ Công Bồi để tham dự tuần sầu thay mặt giáo phận của cộng đoàn nơi đây. Và chúng tôi cũng ghi lại những hình ảnh để cho bà con, đặc biệt là những người đang theo dõi trên kênh YouTube Trần Phú Thuần Lợi Trung được biết. Chúng tôi, trước mắt chúng ta đây là con đường vào với giáo xứ. Chúng tôi thấy có cờ, có băng rôn khẩu hiệu, có hàng cây tùng hai bên đường rất là đẹp. Bà con đang đến với lại ngày tuần sầu của giáo xứ. Chào quý vị các bạn, hôm nay ban truyền thông của Quê Hương Luật Trung chúng tôi có mặt tại giáo xứ Công Bồi trong ngày tuần sầu của giáo xứ thay mặt giáo phận. Chúng tôi cũng tham dự tuần sầu và chúng tôi cũng ghi lại những hình ảnh của cộng đoàn nơi đây để cho mọi người, đặc biệt là những người trên theo dõi trên trang kênh YouTube Thuần Lợi Trung được biết. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu và xin chào quý vị. Mỗi người chúng ta nhìn thấy ngôi nhà thờ rất là vừa phải, rất là xinh, với màu đen. Và chúng tôi thấy dưới bức quấy nhà thờ cũng trang trí khá là công phu. Mỗi người chúng ta cũng chiêm ngưỡng ngôi thánh bức quấy và ngôi thánh đường. Chúng ta thấy có rất nhiều các bức tượng cũng như các biểu tượng khác nhau, và với độ sắc nét của ngôi nhà thờ, chúng ta thấy ngôi nhà thờ rất là đẹp, màu đen rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đây là linh đài kinh các thanh tự đạo của giáo xứ. Đây là ngôi nhà xứ cũng như ngôi nhà mục vụ của giáo xứ. Chúng tôi thấy thiết kế cũng thấy rất là kiểu mẫu, thiết kế rất là đẹp, kiểu dáng rất là đẹp. Và dưới đây bà con đang đến để tham dự tuần sầu. Ha ha ha.
tới đây phái đoàn của giáo sư Đồng Quan. Giáo sư Đồng Quan đang đến. À, tại sân cuối nhà thờ có một cái duy nhất của cái tháp. Vâng, có một cái tháp chuông chính giữa cổng nhà thờ. À, nơi đây giữ được những cây nhãn có tuổi đời hơn 100 năm nay. Chúng tôi thấy rất là quý. Đây là linh đài Thánh Dư Xe, được thiết kế trên một cái hồ. Chúng tôi thấy dù mặc ở nơi đây khu vực thánh đường cũng không phải là rộng lắm, nhưng mà bà con cũng đã không kéo để tạo lên một cái một chút hồ, để tạo lên một cái vẻ đẹp về phong thủy ở nơi đây, cũng như cái có cái hồ này bà con có thể tiện trong việc sinh hoạt, tưới nước cây cối như mọi sinh hoạt của giáo sư. Tôi cũng thấy rất là đẹp. Quanh nhà thờ có hai tượng đài Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai cột trụ của giáo hội đứng trên hai bệ, chúng tôi thấy rất là vững chãi, rất là ý nghĩa. Nhất cung bồi năm nay trong đầu tiên trong lịch đầy đại hội chứ. Đây là phía trong nhà thờ giáo sư Công Bồi. Chúng tôi thấy trung tâm bàn thờ có tượng Chịu Lại. Vâng, đó là trung tâm đỉnh cao của màu Hương Tứ Độ. Và trên xung quanh có những khẩu hiệu. Trên trung tâm là Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại. Xưa thập giá xin vượt qua hiến tế, lạy hy lễ đấng xóa tội dâng mình. Trên lóc nhà thờ, trên trần nhà thờ có những khẩu hiệu khiêm tốn bác ái và yêu thương là cách sống đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phúc cho kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Bàn thờ chúng ta nhìn thấy có thể thấy rất là
màu này rất là sáng sủa, rất là sáng sủa. Hôm nay ngày trong ngày chầu có ban truyền thông của giáo hạt Đông Hưng, anh em trong ban truyền thông của giáo hạt Đông Hưng cũng có mặt để truyền hình trực tiếp cái ngày chuẩn chầu của giáo sư. Vâng, xin chào anh Thiềm nhé, anh Thiềm ban truyền thông lốc. Của về lốc mà lại quên hết anh em rồi. Dạ để chúng ta đi vào đường hàng đối cho đẹp đẽ để đường rước toàn đồng tế được tam đọc vào thanh lễ đỉnh cao của tuần chầu hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Dưới giáo sư Công Bồi có những cái cây si, chúng tôi cũng thấy khá là đẹp, rất là độc đáo. Thank you.
giáo phận. Công đoàn chúng con hân hoan giới thiệu và chào đón sự hiện diện của cha tổng đại diện, quý cha hạ trưởng, quý cha đồng tế và quý khách xa gần đã về đây cùng với giáo sứ công đoàn để dâng lên Thiên Chúa tâm tình thờ lạy và cảm tạ tình thương của Người đã thương ban cho giáo phận nói chung và cho cộng đoàn giáo xứ Công Bồi cách riêng trong suốt thời gian qua. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng vỗ tay thật lớn chào đón cha tổng đại diện, quý cha và quý toàn thể cộng đoàn. Để chuẩn bị cho thánh lễ được trang trọng và sốt sáng, con xin giới thiệu hội kim nhạc của nhạc sĩ Công Bồi cử khúc nhạc chúc mừng. Thánh kỷ niệm 85 năm thành lập
Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn được hưởng ơn toàn xá với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, xin cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Đức Chúa vào lòng để xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá trong thánh lễ này. Giờ đây, xin kính mời cha tổng đại diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn niệm dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin Chúa Giêsu thánh thể ban muôn phúc lành xuống trên quý cha và toàn thể cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng tham dự thánh lễ. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Đặc biệt là với giáo phận Thái Bình chúng ta trong
những ngày của năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận. Và giờ đây với giáo xứ công bồi của chúng ta được thay cho giáo phận chồng Chúa Giêsu Kitô trong bí thánh thể, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa thương ban cho nó lành cho giáo phận, cho giáo xứ chúng ta, và chúng ta xin Chúa thương chúc phúc lành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Và giờ đây trong thánh thể này, chúng ta nhìn lại giáo xứ công bồi của chúng ta, của giáo xứ non trẻ được giáo hội thương, và nhất là với đức cha Phêrô đã cho chúng ta lên hàng giáo xứ, và đồng thời lại cho chúng ta một cha xứ về quay sóc chúng ta. Tất cả những ân huệ đó đều bởi Chúa ban cho chúng ta qua các đấng về trên. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa, và trong ngày chầu hôm nay chúng ta được vui mừng hân hoan tổ chức để thay cho giáo phận. Và nhìn lại giáo xứ của chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa. Chúng ta xin Chúa tiếp tục ban ơn ân lành cho giáo xứ chúng ta, để rồi mỗi một người chúng ta cố gắng để chúng ta cùng nhau xây dựng giáo xứ của chúng ta trở thành giáo xứ vững mạnh hơn trong giáo phận Thái Bình. Để thể hiện niềm vui hôm nay, xin chúc mừng cha dân chính xứ, chúc mừng toàn thể anh em chị em trong giáo xứ công bồi. Chúng ta cùng nhau một phần tràng pháo tay thật to, thật dài, thật dài ra. Và giờ đây chúng ta xin Chúa thương ban ơn lành cho toàn thể giáo xứ. Chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, những người còn sống trên những thời đã qua.